Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập DeFi Discussion tuần này. Thì trong tuần vừa qua có một cái sự kiện khá là lớn ha, đó chính là Agent Layer chính thức TGE. Cái câu chuyện của Agent Layer là một cái câu chuyện mà đã trải dài, mình thấy là chúng ta đã trải dài từ đâu đó khoảng từ cuối 2023 là nó bắt đầu phát triển đúng không? Phát triển mạnh mẽ và trải dài đến tận thời điểm hiện tại. Và những cái câu chuyện bên lề như là liên quan tới restaking cũng như là liquid restaking hay những thứ như vậy thì tụi mình cũng đã nói khá là nhiều lần trong suốt khoảng một thời gian, trong suốt thời gian qua. Và khi mà cái Agent Layer bắt đầu launch cái token của họ thì có nhiều người bạn của mình bắt đầu hỏi mình là liệu thị trường crypto sẽ đón chờ những cái điều gì tiếp theo đây, tiếp theo sau đây khi mà Agent Layer cũng đã ra mắt cái token của họ rồi. Rồi họ sẽ hỏi là wow, what next, kiểu giống như là what next, rồi những cái narrative tiếp theo sẽ là gì. Thì yeah, thì mình nghĩ đó là cái lý do mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nói về những cái câu chuyện, những cái chủ đề mà có thể sẽ trở thành là những cái narrative thú vị dành cho những tháng cuối năm 2024. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một khuôn mặt khá là quen thuộc ha, đó chính là anh Nguyên. Ok, cảm ơn Tiến và hello, xin chào anh em. Thì rất là vui khi mà tập tuần này thì chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một cái điểm hẹn rất là quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Thì hy vọng là những cái câu chuyện bọn mình chia sẻ trong DeFi Discussion tuần này đâu đó vẫn sẽ mang lại những cái giá trị cũng như là những cái góc nhìn thú vị cho anh em ha. Yeah, thì như em vừa mới đề cập lúc nãy á, thì restaking và những cái câu chuyện liên quan tới Agent Layer là một trong những cái chủ đề mà chúng ta nói đến khá nhiều trong cái khoảng thời gian từ 2023 đến 2024 này. Thì cái một trong những cái điểm mà em thấy khá là đặc biệt ở cái cộng đồng crypto thì tức là họ hay rất là, chúng ta rất là hay kiểu flip qua flip lại những cái narrative khác nhau á. Thì như em đã nói là khi mà Agent Layer ra mắt token thì nhiều người sẽ đặt ra cái câu hỏi là what next, điều gì, những cái narrative nào sẽ trở thành những cái narrative mà thu hút được dòng tiền này, thu hút được sự chú ý tiếp theo mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì theo anh Nguyên thì đâu sẽ là những cái narrative mà thú vị mà chúng ta đáng để chú ý trong những tháng cuối năm 2024 này? Ok, thì nếu mà nói về cái danh sách narrative á, thì có thể nó sẽ rất là dài và có thể nó sẽ khá là chung chung. Nói chung là những cái góc nhìn mà cá nhân mình list ra dưới đây thì có thể nó sẽ gây ra một vài những tranh cãi. Thì disclaimer trước với anh em là như vậy. Nói gì thì nói thì cái câu chuyện về narrative nó cũng khá là có một vài cái yếu tố FOMO ở trong đó. Thì cũng disclaimer trước với anh em một vài cái ý như vậy trước khi chúng ta chia sẻ những cái góc nhìn với nhau. Thì với cá nhân mình thì cái câu chuyện về ZK và một cái nhánh nhỏ hơn là những cái mạng lưới ZK EVM á, vào giai đoạn quý 4 2024 sẽ là một cái điểm nhấn mà chúng ta cần phải quan tâm. Song song đó là những cái hạ tầng, những cái hỗ trợ về liên quan đến co-processor. Thì đây là một cái khái niệm mà được Vitalik đề cập trong một cái bài blog của mình, một cái mô hình mà mình nghĩ là nó sẽ khá là phổ biến trong giai đoạn tới. Và anh em nếu mà quan tâm đến cái khái niệm co-processor này thì cũng có thể tìm đọc một cái bài viết ở trên Coi68 thì bọn mình cũng từng đề cập đến câu chuyện này. Thì đó là về một cái narrative mà mình nghĩ là nó khá là cục bộ, đó là cái ZK và ZK EVM. Cái câu chuyện thứ hai mà cá nhân mình cũng cố gắng là tóm gọn nó vào một cái từ, đó là cái value sharing. Thì đây là cái có thể hiểu là những cái cách mà các cái dự án họ sẽ làm sao để phân bổ lại cái giá trị mà họ tích lũy ở trong nội bộ dự án mình một cách nó hợp lý hơn. Thì cái từ khóa value sharing này thì chúng ta có thể hiểu sâu hơn trong những cái từ khóa ngách bên trong, thì có thể là MEV nè, hoặc là những cái liên quan đến revenue, những cái staking để chia revenue thì nó cũng có thuộc vào trong cái từ khóa này. Thì có thể là làm sao để tóm gọn được những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó vào thành một cái từ thì mình sẽ tóm gọn nó là cái từ chia sẻ lại giá trị. Còn cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện về airdrop và những cái mình tạm gọi là những cái token nó có thể nó sẽ TGE, nó sẽ thực hiện TGE vào giai đoạn quý 4 2024. Thì cái đây cũng là một trong những cái narrative mà cá nhân mình cũng khá là theo dõi ở trong cái giai đoạn cuối năm này. Thì thì đó là cái góc nhìn của mình. Thì không biết là chắc là cũng muốn nghe một vài những cái góc nhìn của Tiến về cái câu chuyện này, để cho cái câu chuyện của chúng ta nó mang tính đa chiều hơn một xíu. Thì có thể là cũng muốn nghe cái góc nhìn của Tiến về cái narrative mà Tiến quan tâm trong giai đoạn cuối 2024 này.
Yeah. Thì có vẻ như là anh Nguyên khá là quan tâm tới những cái câu chuyện liên quan tới những cái cơ sở hạ tầng, đúng không? Việc phát triển những cơ sở hạ tầng kiểu như vậy. Thì cá nhân em thì em thường là hay chú ý đến những cái câu chuyện, ví dụ như em sẽ nói ở đây câu chuyện về liên quan tới blockchain và những cái thứ mà kiểu trong thế giới thực. Tức là cái định hướng phát triển của cái ngành công nghiệp blockchain này, theo quan điểm của em á, là chúng ta luôn hướng tới việc là có thể ứng dụng cái công nghệ blockchain vào đời sống, đúng không? Ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tế. Thì ra thì sẽ có một vài những cái câu chuyện liên quan đến việc là blockchain kết hợp với một thứ gì đó bên trên thực tế. Chúng ta trong ví dụ trong 2023-2024 vừa rồi, chúng ta nói khá nhiều tới real asset, đúng không? Việc đưa những cái loại tài sản mà nó bị thiếu thanh khoản, rồi kiểu bất động sản kiểu vậy đưa vào thì blockchain để giải quyết cái vấn đề đó. Hoặc là câu chuyện liên quan tới những cái chủ đề như kết hợp với blockchain, kết hợp với AI chẳng hạn, để làm ra một cái thứ gì đó kiểu như vậy. Yeah, thì đó là thứ nhất. Ngoài ra thì em còn chú ý đến những cái narrative liên quan tới memes, đúng không? Memes kiểu như một cái văn hóa của thị trường crypto. Chúng ta có rất là nhiều memes, rồi memes liên quan tới tất cả mọi thứ kiểu như vậy. Và cuối cùng là cái narrative mà em sẽ đặc biệt chú ý đến, giống như ví dụ như là kiểu narrative kiểu it to earn hoặc it to erupt. Ví dụ như thời gian vừa rồi chúng ta có cái sự bùng nổ và phát triển của những cái thứ tự game tag to earn này, đúng không? Với lại NOS rồi DOS rồi kiểu như vậy. Đó, và thì em nghĩ đây sẽ là những cái narrative mà bản thân em của làm retail, thì những cái đây sẽ là những cái narrative mà những cái retail chúng ta có thể đặc biệt chú ý đến. Ừ. Yeah. Thì đó là những cái narrative thú vị mà chúng ta có thể quan tâm đến trong những tháng cuối năm 2024 này. Thì nãy thì em có nghe anh Nguyên chia sẻ về một cái chủ đề mà em thấy khá là đặc biệt ha, đó chính là liên quan tới ví dụ như là ZK và ZK EVM. Thì khi mà nhắc đến ZK và ZK EVM thì chúng ta sẽ nhắc đến những cái layer 2 nó khá là nổi bật, ví dụ như là ZK Sync, đúng không? Thì ZK Sync kể từ sau cái đợt TGE của họ vào khoảng em không nhớ nữa, giữa năm nay đi, thì họ đang trải qua một cái giai đoạn em thấy là khá là trầm lắng, không phải chỉ bản thân ZKC nhé, mà còn cả những cái dự án trong mạng ZK cũng như là ZK EVM, nó đang trải qua một cái giai đoạn khá là trầm lắng trong quý 3/2024 này. Không biết thì đâu sẽ là những thứ mà anh Nguyên chờ đợi ở những cái dự án này. Ok, thì chắc là nói sơ một xíu về cái câu chuyện là vì sao những cái sản phẩm ở trong mạng ZK và ZK EVM nó cũng khá là trầm lắng trong giai đoạn vừa rồi. Thì chúng ta cũng có một cái điểm mà chúng ta có thể thấy là nó là một cái điểm chung mà nó kéo dài từ cái chu kỳ trước, nó vẫn còn tồn tại đâu đó ở chu kỳ này, đó là cái việc là các cái token khi mà họ thực hiện airdrop và họ phát hành token ra cho thị trường thì cái động thái giá sau khi mà thực hiện những cái, tất nhiên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thị trường chung một phần là như vậy, nhưng mà phần lớn thì chúng ta thấy là các cái dự án khi mà họ thực hiện airdrop xong thì cái kết hồi thị thì nó hơi trượt dài một xíu, đúng không? Phần đông là như vậy. Thì cái này là cái hiện tượng mà chúng ta đã chứng kiến từ cái chu kỳ trước rồi. Thì có thể là sau những cái sự kiện đó thì cộng đồng thì hay có cái xu hướng là flip, như Tín nói hồi nãy, thì có thể là nó sẽ đâu đó flip từ cái những cái câu chuyện liên quan đến những cái layer 2 phát hành token xong xuôi hết rồi thì nó flip qua những cái câu chuyện khác. Thì nó kéo đến một cái lý do thứ hai, đó là cái câu chuyện về restaking nó tự nhiên nó sôi động trở lại trong cái giai đoạn là từ cuối quý 2, đúng không, là tháng 4, tháng 5 gì đó, thì cái câu chuyện về restaking nó bắt đầu nó sôi động trở lại. Thì thường thì những cái narrative nó cũng khá là, tức là khi mà người ta nói nhiều về một cái narrative thì có thể là nó sẽ chiếm mất cái spotlight, nó chiếm mất cái sự chú ý của những cái narrative còn lại. Thì đây cũng là một cái lý do khiến cho các cái dự án trong mạng ZK và ZK EVM nó không thu hút được những cái sự chú ý ở trong cái giai đoạn đó. Còn cái yếu tố thứ ba cũng là một cái yếu tố mà cá nhân mình rất là chờ đợi. Nó là lý do, nhưng mà nó cũng là một cái phần mà cá nhân mình rất là chờ đợi đối với các cái dự án trong mạng ZK, những cái mạng mà liên quan đến ZK á. Thì chúng ta cũng biết là cái câu chuyện về coprocessor là một cái công cụ để giúp cho các cái đơn vị, ví dụ như là ZK Rollup, thì họ có thể giảm được cái chi phí tạo proof, đúng không? Hoặc là verify proof. Thì họ đưa những cái khâu này ra cho một cái đơn vị tách rời, thì cái đơn vị đó nó sẽ xử lý những cái khâu proof đó. Thì tất nhiên nó cũng sẽ có một vài những cái đánh đổi về cái độ phi tập trung, nhưng mà nó vẫn sẽ, đâu đó nó vẫn sẽ được đảm bảo tới một cái ngưỡng nào đó, cái mức an toàn cho cái mạng lưới Rollup sử dụng cái cơ chế coprocessor này. Thì
cá nhân mình chờ đợi là chờ đợi những cái phát triển liên quan đến coprocessor, và nó sẽ bổ trợ cho những cái giải pháp GK trong tương lai. Thì thời gian gần đây chúng ta cũng có thấy là các cái bộ công cụ phát triển gen mà chúng ta biết trong cái giai đoạn trước, như ví dụ như là OpenStack hoặc là Arbitrumobit, thì họ cũng bắt đầu dần tích hợp những cái giải pháp ví dụ như là Sassin hoặc là ReZero, đúng không? Thực ra các cái giải pháp này họ cũng phát triển ra nhiều cái hệ sinh thái khác nữa, chứ không phải là riêng gì trong cái hệ sinh thái của Ethereum và các cái giải pháp Rollup. Thì chúng ta có thể thấy là những cái giải pháp này họ có thể mở rộng ra ở rất là nhiều nơi, và họ có thể hỗ trợ phát triển cho những cái giải pháp GK rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà mình rất là chờ đợi. Bên cạnh đó thì nếu mà nói riêng về cái mạng GK EVM đi, thì hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sẽ có những cái điểm nghẽn về cái câu chuyện là tương thích. Thì cái này thì có thể nó sẽ cần thời gian để chờ đợi thêm. Còn ví dụ như là GK nói chung thì những cái nút thắt ví dụ liên quan đến cái chi phí tạo proof, thì có thể trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến được những cái giải pháp để nó khắc phục cái câu chuyện này. Yeah, ok, thì đến lượt em đi. Em sẽ hỏi một xíu về những cái chủ đề khác không phải liên quan tới phần cơ sở hạ tầng nữa ha. Thì như em đã đề cập lúc nãy á, người ta nói khá là nhiều đến việc là ứng dụng blockchain vào đời sống, đúng không? Thì theo như một vài những cái myth mà người ta hay truyền miệng nhau về cái sự ra đời của blockchain, đúng không? Chúng ta nói blockchain thường được sinh ra là để thay thế những cái trung gian tài chính, những cái intermediaries kiểu vậy. Thì theo thời gian phát triển thì người ta sẽ nói nhiều hơn vào cái việc là đưa cái blockchain đó vào công nghệ đời sống thực tế nhiều hơn như thế nào. Và điều đó cũng đã vô tình, không biết, có thể nói là vô tình đi, đã tạo ra nhiều những cái narrative nó cũng tương đối là thú vị. Ví dụ như là trong khoa 2023-2024 vừa rồi, chúng ta nói nhiều tới real asset, chúng ta nói về cái việc là đưa những cái loại tài sản, những cái bất động sản hoặc là những cái tranh ảnh gì đó nó hơi bị thiếu liquid một xíu từ ngoài thế giới thật, và chúng ta đưa nó lên blockchain để kiểu bằng một cách nào đó chúng ta có thể tăng cường cái tính thanh khoản như đó. Rồi, chúng ta nói nhiều đến việc mà kết hợp giữa blockchain và AI, đúng không? Hai cái công nghệ có thể nói là của thế kỷ 21 này, khi mà khá là nhiều những quỹ đầu tư bullish vào AI cũng như là bullish vào blockchain, thì ta nói nhiều đến việc là kết hợp giữa hai loại công nghệ này. Mặc dù là bản thân em cũng thấy là chưa thấy có nhiều những cái dự án thực sự làm được điều đó, hoặc là thực sự làm nó make sense. Và chúng ta cũng nói nhiều đến việc là đưa công nghệ blockchain vào công việc thanh toán payment, đúng không? Thanh toán bằng Bitcoin, kiểu thanh toán bằng ETH, thanh toán bằng USDT, thanh toán bằng USDC kiểu vậy. Đó, chúng ta nói rất là nhiều đến việc là ứng dụng công nghệ blockchain vào đời sống. Thì không biết là anh suy nghĩ sao về những cái narrative này, liệu là chúng có thể sớm trở thành thực tế hay không, hay là những câu chuyện này đang bị false, kiểu như người ta hay nói trên Twitter là đây là giống như những cái false narrative vậy, nó kiểu buộc trở thành narrative để thu hút dòng tiền, thu hút volume, thu hút nhà đầu tư, thu hút retail kiểu vậy. Tính có đề cập tới ba cái câu chuyện thì chắc là mình sẽ nói về AI đầu tiên đi. Vì cái này là cái câu chuyện mà mình sắp xếp nó ở cái thứ tự là nó khá là khó, và nó khó xảy ra nhất trong cái việc là kết hợp với blockchain. Và cái này chúng ta dễ dàng nhận thấy được cái, thực ra cái vấn đề nó bắt nguồn từ AI nhiều hơn, đúng không? Rõ ràng là vẫn còn thời gian để AI nó phát triển. Và thực ra thì cái tầm nhìn mà Vitalik chia sẻ về cái câu chuyện là kết hợp giữa blockchain và AI á, thì nó vẫn đâu đó nó vẫn là cái câu chuyện về tầm nhìn nhiều hơn. Và hiện tại thì chúng ta chưa thấy quá nhiều những cái dự án họ thực sự bắt tay vào làm những câu chuyện đó, và gọi là thực ra tạo ra một cái thứ gì đó nó make sense đó nha, chứ không phải là làm là kiểu là tạo ra một cái token và gắn một cái câu chuyện, gắn một cái từ khóa liên quan AI, buzzword, đúng không, gắn những cái buzzword à. Thì đó là cái thứ mà hiện tại chúng ta đang thấy với cái câu chuyện liên quan đến blockchain và AI kết hợp với nhau. Tất nhiên AI nó vẫn sẽ là một cái thứ gì đó nó rất là tiềm năng, và nó không riêng gì mà trong cái ngành crypto chúng ta nói chuyện với nhau về tiềm năng của AI, đúng không? AI thì khắp các cái đơn vị truyền thông khác thì họ cũng đã đề cập đến cái tiềm năng của công nghệ này rồi. Thì thì đó là cái xếp hạng đầu tiên của mình về cái mức độ mà nó xa vời nhất, thì nó là AI. Còn cái câu chuyện thứ hai về real asset á, thì tuần vừa rồi nếu như mà anh em nào mà có hóng ở trên Twitter mà nghe cái câu chuyện về USDR á, là một cái tangible á, là một cái dự án mà gọi là đưa cái bất động sản lên không gian blockchain và có một cái đồng stablecoin để bảo chứng á, thì có một cái giai đoạn mà nó dính những cái drama bên lề và nó khiến cho cái stablecoin nó bị debate. Thì trong tuần rồi thì nói chung là cũng khá là nhiều cái câu chuyện nhập nhằng liên quan đến việc là liệu cái tài sản bảo chứng cho cái đồng stablecoin nó có được gọi là fully backed hay không, nó có đầy đủ giá trị hay không, nó được bảo chứng đầy đủ giá trị hay không. Thì đây là một cái thứ mà gần như là chúng ta thấy là
nó sai về mặt bản chất, bởi vì khi mà có một cái tài sản thực và kết nối với không gian blockchain đó, thì đâu đó chúng ta sẽ vẫn thấy một cái đơn vị, nó cần phải có một cái đơn vị đứng ra để đảm nhiệm và gọi là đưa cái giữ hoặc là bảo chứng cho cái tài sản ở cái thế giới thực đó, đúng không? Còn cái thứ mà chúng ta dễ dàng thấy và gọi là nó ít biến động nhất là cái treasury bill, cái trái phiếu chính phủ Mỹ, thì nó là cái câu chuyện mà nãy Tiến có đề cập ở cái giai đoạn là 2023 đó, thì nó là một cái narrative rất là mạnh, bởi vì giai đoạn đó thì cái lãi suất của Fed nó khá là cao so với những cái lãi suất mặt bằng chung ở trong thị trường DeFi, thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái use case nó khá là hợp lý khi mà sử dụng cái T-bill, cái treasury bill đó cho cái việc bảo chứng cho cái stablecoin, thì lúc đó nó là một cái câu chuyện khá là hợp lý. Và nó cũng ít biến động, đúng không? Nếu như mà dùng bất động sản để làm backing cho cái đồng stablecoin thì nó tạo ra rất là nhiều vấn đề, và lúc đó thì ai sẽ là người đứng ra định giá những cái thứ ở ngoài thế giới thực đó, thì nó rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta thấy là cái câu chuyện về T-bill nó có thể đã được ứng dụng rồi, thì nhưng nha, cái nguồn yield từ trái phiếu thì nó sẽ không, nó có thể nó sẽ gặp đôi chút vấn đề trong thời gian tới, trong tương lai gần, bởi vì mọi người cũng đồn đoán về cái việc là Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đúng không? Vậy thì nó cũng đâu đó nó sẽ có một cái vài những cái ý kiến nó sẽ hơi tiêu cực đối với những cái mạng mà đã sử dụng cái trái phiếu chính phủ Mỹ. Thì đó là về cái câu chuyện về real asset, một cái thứ mà chúng ta đã thấy nó được ứng dụng và nó được làm những cái sản phẩm, nó mang lại những cái use case rõ ràng rồi. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ còn một vài những cái hạn chế ở câu chuyện đó. Còn về câu chuyện payment á, thì cái rào cản về pháp lý là cái câu chuyện mà sẽ rất là khó để xử lý. Mặc dù tức là về mặt yếu tố thiết kế về hạ tầng thì nó rất là dễ dàng, đúng không? Chúng ta chuyển những cái USDC, USDT, thực ra ở những cái ở trên Twitter thì anh em thấy những cái đơn vị ví dụ như Circle họ thực hiện những cái demo về việc chuyển tiền hoặc là mua cà phê đồ này nọ bằng USDC á, thì thấy nó đã xuất hiện ở trên Twitter rồi. Tuy nhiên là ở một vài quốc gia thì có thể cái vấn đề về pháp lý này thì chúng ta không, rất là khó để có thể bàn sâu. Thì đây cũng là một cái narrative mà mình nghĩ là nó không sai về mặt thiết kế sản phẩm, nó có thể doable, nhưng mà về cái khía cạnh pháp lý thì vẫn sẽ phải chờ thêm những cái vấn đề liên quan pháp lý, và chúng ta không thể nói được về những cái câu chuyện đó. Thì đó là những cái góc nhìn của mình về những cái narrative mà nó thiên về cái yếu tố đưa những cái web 2, những cái thị trường truyền thống về với lại blockchain. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Thì em cũng có một cái góc nhìn tương tự với anh Nguyên, đó là chúng ta có lẽ vẫn còn hơi quá sớm để nói về cái việc mà chúng ta sẽ bằng một cách nào đó đưa công nghệ blockchain ứng dụng vào thực tế hàng ngày của chúng ta, kiểu như vậy. Có lẽ là chúng ta vẫn nên tập trung vào cái việc là xây dựng những cái hệ sinh thái, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thật tốt, cho thật bền vững đi đã, và tính tới những cái câu chuyện tiếp theo. Ok, vậy thì em sẽ nói về cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại đang xảy ra đi. Là ok, trong em nghĩ là trong bất kỳ cái chu kỳ nào thì memes và những cái memes coin luôn là một cái chủ đề mà chúng ta nhắc đến khá là nhiều, đúng không? Đi xem nhắc đến khá là nhiều. Và đặc biệt cycle này chúng ta còn chứng kiến sự phát triển của những cái meme coin này theo những cách khác nhau, đúng không? Khi mà những cái retail họ nhận ra rằng là thay vì là chúng ta mua những cái VC coin, những cái token mà đã thậm chí ít cả ngàn lần, ít trăm lần, ít ngàn lần so với cái giá private, giá seed của những cái dự án đó, và thay vì những cái mua token đó thì họ lại đánh cược vào những cái meme coin với lại tham vọng là kiểu tìm ra cơ hội đổi vị thế như là PP hoặc là whip kiểu như vậy. Và rõ ràng thì trong tất cả những cái chu kỳ em đều chứng kiến một cái là cái việc mà một hệ sinh thái nào đó làm cách nào mà họ đẩy được cái activity on-chain của họ lên thì cái hệ sinh thái đó chắc chắn sẽ bùng nổ, kiểu như vậy. Nó sẽ bùng nổ dù theo cách này hay cách khác, dù cho tăng trưởng là TVL, tăng trưởng vào người dùng, nhưng mà họ chỉ cần nó tìm ra một cách nào đó để gọi là nó đẩy cái transaction on-chain, đẩy những cái activity on-chain lên thì nó chắc chắn nó sẽ trở thành một cái xu hướng bùng nổ. Và Solana em nghĩ là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái câu chuyện này. Sự ra đời của Bumfund đã gọi là chứng minh cái điều đó. Vậy thì không biết là theo ý kiến của anh Nguyên thì trong những cái chu kỳ sắp tới, liệu là cái sự những cái meme coin này thì nó có thể tiếp tục đóng góp được gì cho hệ sinh thái không, cho việc xây dựng một cái hệ sinh thái phát triển gọi là mạnh mẽ bền vững đi? Thực ra thì góc nhìn của mình với meme thì nó hơi tiêu cực với meme, và cá nhân mình thì không khuyến nghị anh em tham gia những câu chuyện về meme nhiều lắm, bởi vì có thể là đâu đó nó sẽ có những cái biến tướng về cái câu chuyện là làm gọi là
những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức họ sử dụng meme vào những cái mục đích nó không chính đáng, nó gọi là nó trục lợi. Thì cá nhân mình khuyến nghị anh em là nếu mà thực sự hiểu về meme này nọ thì hoặc là thực sự có cái trải nghiệm ở trong thị trường lâu để biết được là những cái thông tin nào nó là đúng, cái thông tin nào nó chưa đúng, thì anh em có thể là ok, tùy bỏ ra một cái số tiền mình có thể mất để chơi cái môn đó. Nhưng mà cá nhân mình thì không ủng hộ lắm cái câu chuyện về meme. Tuy nhiên là nếu như mà đứng ở cái góc nhìn của một cái hệ sinh thái thì đúng, thực sự là như Tín có đề cập hồi nãy là cái meme nó đẩy cái activity on-chain rất là lớn. Và thật ra là nếu như mà những cái sự kiện mà meme mà nó sôi động á thì có thể nó là một cái bài test cho cái mạng lưới đó luôn, đúng không? Thì street test. Đúng rồi, ví dụ Base thì họ cũng có một cái giai đoạn mà meme nổi lên rất là nhiều và nó cũng là một cái bài test thử cho cái mạng lưới của họ. Và họ cũng gọi là liên tục phải đẩy cái gas limit của mình lên để đáp ứng được cái nhu cầu của những cái hoạt động khi mà nó có cái sự FOMO liên quan đến các cái meme coin. Thì đó, thì nó cũng có đóng góp. Thì rõ ràng như Tiến có đề cập hồi nãy là những cái hệ sinh thái mà nó đầy những câu chuyện về meme thì mọi người rất là chăm thực hiện những cái giao dịch, đúng không? Thì nó đóng góp, thứ nhất là nó đóng góp về cái số nè, cái on-chain thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi những cái ví dụ như fee, chắc chắn là on-chain có thì nó sẽ đem về fee. Rồi bản thân những cái sàn DEX ở trong các cái hệ sinh thái đó họ cũng sẽ được hưởng lợi. Thì đâu đó chúng ta, tức là nhìn ở một cái khía cạnh tích cực thì các cái hoạt động của meme nó cũng đâu đó nó tạo ra những cái nguồn thu cho các cái hệ sinh thái. Tuy nhiên là nếu như mà nhìn ở một cái khía cạnh gọi là của một cái retail mà gọi là muốn thực sự muốn thay đổi vị thế nhờ meme á, thì cá nhân mình nghĩ là nó cũng hơi may rủi. Thì cái này là anh em sẽ cần phải thật là tìm hiểu rất là kỹ trước khi là có những cái quyết định liên quan đến meme. Và rõ ràng là những cái meme này thì nếu mà thực sự nếu như mà có muốn research thì cũng khá là khó, bởi vì chúng ta cũng chả biết được là đội ngũ họ xây dựng cái sản phẩm gì phía sau, đúng không? Và mua nó giống như là một cái vé xổ số nhiều hơn. Thì đó là cái góc nhìn từ phía retail là như vậy. Còn về bản thân các cái hệ sinh thái thì như mình có nói thì nó các cái hệ sinh thái họ sẽ rất thích những cái câu chuyện liên quan này, bởi vì họ thu được phí mà. Và họ boost được cái activity on chain của họ. Hồi nãy thì Tiến có kêu là liệu những cái chu kỳ sau thì cái meme này nó có còn hay không, thì thực sự là meme nó là một cái thứ gì đó nó tồn tại từ rất lâu rồi, đúng không? Ở trong cái thị trường này, ví dụ như là trước đây thời đầu thì chúng ta có Doge, đúng không? Dogecoin, đúng không? Thì nó đã tồn tại rất là lâu rồi. Vấn đề là người dùng retail khi mà tiếp xúc với những cái nhóm token này thì làm sao để có gọi là cái cách tiếp cận với cái thông tin liên quan đến cái mạng này, làm sao để cho nó an toàn nhất và nó có lợi nhất. Ví dụ như là giống như có đề cập hồi nãy là nếu như mà thực sự chúng ta thấy là những cái hoạt động meme coin này nó mang lại những cái revenue cho cái hệ sinh thái và nó giúp hệ sinh thái nó có cái sự sôi động thì chúng ta đâu đó cũng có thể tin tưởng hơn về cái hệ sinh thái đó, đúng không? Tại vì chúng ta thấy có cái dòng tiền đổ vào hệ sinh thái thì nó cũng là một cái cách tiếp cận và nó cũng đâu đó hưởng lợi từ meme. Nhưng mà cái cách tiếp cận của chúng ta đâu đó nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều và chúng ta có nhiều thông tin hơn để research và đưa ra cái quyết định đối với cái hệ sinh thái hơn là những cái các cái meme. Bởi vì khi mà người dùng retail mà chơi meme thì như mình có nói hồi nãy, nó vẫn thiên về cái khía cạnh may rủi, thì nó vẫn là sẽ là một phần của những cái chu kỳ sau. Nhưng mà cái cách tiếp cận của chúng ta với cái những cái mạng đó thì làm sao cho nó an toàn và nó hợp lý, cái đó là thuộc vào những cái research, cái tìm hiểu riêng của mỗi cá nhân ha. Vậy thì theo anh Nguyên đi, có thể anh có thể chia sẻ tiếp là theo anh thì như nãy giờ mình đã chia sẻ về những cái góc nhìn về những cái narrative thú vị có thể xảy ra trong những tháng cuối năm 2024. Vậy thì theo anh thì đâu sẽ là những cái mặt lợi và mặt hại nếu đứng ở góc nhìn là một retail đi, để chúng ta theo cái phong cách là flip qua flip lại những cái narrative khác nhau để kiểu giống như là chúng ta tận dụng cái dòng tiền đó vào narrative nào thì mình nhảy vào narrative đó, thì đâu sẽ là mặt lợi và mặt hại của những cái phong cách chơi như vậy? Chắc là nói về cái câu chuyện mặt lợi đi thì rõ ràng là chúng ta nhận thấy rồi, việc mà chúng ta cái cảm giác mà bắt được trend á thì nó rất là sướng, đúng không? Nó sướng về mặt gọi là cái tinh thần của mình cảm giác thứ nhất là mình theo được cái trend của thị trường thì cái tâm lý của mình nó sẽ khác.
về cái khía cạnh là lợi nhuận đi, thì nếu mà đi đúng cái narrative thì có thể là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận nó tốt hơn, thì cái đó là cái mặt lợi mà dễ dàng nhận thấy. Tuy nhiên là cái cá nhân mình thì mình nghĩ là câu chuyện về narrative, cái mặt hại á, thì không phải ai cũng có đủ thời gian và cũng có đủ cái nguồn thông tin và cũng có đủ cái độ nhạy để có thể nhảy từ cái trend này sang trend khác. Thì có thể là thường thì nếu như mà nhảy từ trend này sang trend khác thì có thể là cái xác suất mà gọi là bị rớt cái token đó thì nó sẽ khá là cao. Thì anh em cũng nên cân nhắc, có thể là chúng ta sẽ vẫn có một cái cách tiếp cận là chúng ta vẫn cố gắng làm sao để theo được những cái narrative ở trên thị trường, nhưng mà chúng ta cái activity của mình đó, tức là cái động thái mà nhảy từ trên này sang trên khác của mình, thì chúng ta có cái tiết chế lại một xíu chẳng hạn, để tránh cái trường hợp là cái tâm lý của mình nó thiên về cái khía cạnh là short term nhiều quá, thì nó cũng đâu đó là nó cũng khá là căng thẳng. Và nó cũng tại vì khi mà chúng ta zoom nó ra theo cái chiều long term thì có thể là một vài cái narrative nó sẽ có đủ cái thời gian để nó hình thành và nó xây những cái hạ tầng và nó phát triển. Thì khi mà zoom cái narrative ra long term thì chúng ta sẽ có đâu đó hưởng được những cái lợi nhuận hoàn toàn đầy đủ từ cái narrative đó. Nhưng mà để mà có thể gọi là chiến thắng trong những cái giai đoạn cụ thể, ví dụ như là khi mà nó flip từ một cái narrative A sang một cái narrative B chẳng hạn, thì để mà liên tục chiến thắng được khi mà chúng ta nhảy flip như vậy thì nó rất là khó. Thì nó sẽ là một cái mặt mà mình nghĩ là nó khá là tiêu cực của cái cách chơi theo narrative này. Thì đâu đó anh em có thể có những cái cách tiếp cận làm sao để nó phù hợp, cũng là narrative, nhưng mà chúng ta có những cái sự gọi là bình an hơn chẳng hạn, và nó phù hợp với cái nguồn lực của mình hơn. Bởi vì không phải ai cũng có cái thời gian để theo dõi những cái thông tin trên thị trường, đúng không, liên tục update, không phải ai cũng có cái khả năng đó. Thì cũng có một cái vài cái cách tiếp cận nó phù hợp hơn mình thì vẫn hưởng được những cái lợi, thì những cái narrative vẫn research, vẫn hiểu, vẫn theo được thị trường, nhưng mà chúng ta đỡ được cái rủi ro khi mà nhảy qua nhảy lại. Hoặc là có một cái câu chuyện mà mình cũng nghĩ là anh em cũng có thể cân nhắc, đó là việc là kết hợp giữa narrative và những cái dòng tiền từ cái narrative đó. Mình hay dùng cái từ là hybrid á, tức là mua những cái dự án mà nó có tiềm năng về narrative trong dài hạn mà nó vẫn có thể tạo ra được những cái dòng tiền trong ngắn hạn, để anh em có thể đâu đó nó bình an hơn trong cái việc là chúng ta đợi cái narrative nó thành hình và đỡ phải nhảy qua nhảy lại. Thì cái đó cũng là một cái cách tiếp cận mà cá nhân mình nghĩ là nó sẽ giúp hạn chế cái mặt hại của cái việc là chúng ta flip narrative quá nhiều á. Yeah. Theo quan điểm của em á, thì nói chung là cái việc mà flip theo narrative thì nó đôi khi nó cũng sẽ gặp phải một cái tình huống là chúng ta bị mất đi cái conviction của mình, đúng không? Chúng ta trao qua trao lại, đôi khi chúng ta mất đi cái conviction của mình, chúng ta đầu tư vào những thứ mà đôi lúc chúng ta sẽ khó mà hiểu được. Nó rất là căng thẳng trong ngắn hạn. Đúng rồi, chúng ta sẽ đầu tư vào những thứ mà chúng ta khó hiểu. Chúng ta đi theo thị trường thì chúng ta sẽ bị thị trường nó dẫn dắt đi. Chúng ta đầu tư vào thứ thực sự mà chúng ta không hiểu. Bởi vì mình nghĩ là nếu mà bất kỳ một ai mà thực sự mà nghiêm túc trong cái thị trường crypto này, chúng ta đều có một cái conviction và một cái thứ gì đó, đúng không? Có người là conviction vào việc là Ethereum sẽ flip Bitcoin một ngày nào đó. Có người là conviction vào việc là Bitcoin sẽ trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn trong tương lai. Chúng ta đều có một cái conviction nào đó. Và cái việc mà chúng ta flip những cái narrative này thì đúng là chúng ta trong ngắn hạn là chúng ta có thể ví dụ chúng ta tận dụng được dòng tiền, chúng ta tận dụng được cái gì đó thì tận dụng được cái sự FOMO của thị trường, chúng ta có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta có thể sẽ mất đi cái conviction của bản thân và một cái thứ gì đó, và chúng ta bị dẫn dắt đi quá nhiều và kiểu vậy, chúng ta bị lạc lối kiểu vậy. Tất nhiên thì cuối cùng, câu chuyện cuối cùng at the end of the day thì câu chuyện cuối cùng vẫn là cái việc phân bổ vốn và cái việc là nó phân bổ vốn sao cho nó hiệu quả, an toàn, cũng như cái việc mà tìm ra cái định hướng đầu tư cho riêng mình là nó có, mình nghĩ là có phương án tốt nhất. Ok, thì cái tập podcast tuần này tới đây có lẽ cũng là tương đối là dài rồi. Và đây cũng là cái chủ đề mình thấy khá là thú vị ha. Bên cạnh cái đặc sản của DeFi Discussion là chúng thường hay nói về những cái câu chuyện liên quan tới cơ sở hạ tầng, về công nghệ kiểu như thế. Thì tập DeFi Discussion tuần này thì chúng ta nói nhiều hơn về cái việc là tầm nhìn chúng ta kiểu về kiểu tương lai, kiểu định hướng kiểu vậy. Thì rất là cảm ơn cái vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyên đã có mặt trong buổi DeFi Discussion tuần này, cũng như là những cái chia sẻ rất là giá trị từ anh. Ok, rồi cảm ơn Tiến rất là nhiều và rất là vui khi có cơ hội được chia sẻ những cái góc nhìn của cá nhân bọn mình trong tập DeFi Discussion này, và
khác với những cái tập đặc sản như Tiến có nói là không còn thiên quá nhiều về những cái khía cạnh là công nghệ đúng không, hoặc là kỹ thuật gì đó, nhưng mà có thể phần nào đó những cái nội dung trong tập tuần này nó sẽ hơi thiên hướng về những cái gọi là những cái pump hook đúng không, những cái thứ mà nó khá là FOMO và có thể nó sẽ gây tranh cãi, chắc chắn là nó sẽ gây tranh cãi. Cho nên là mình cũng hy vọng là anh em sẽ nhìn nhận những cái câu chuyện trong DeFi Discussion lần này với cái phạm vi là góc nhìn cá nhân thôi, không phải lời khuyên đầu tư, và hy vọng là nó sẽ đâu đó mang lại những cái giá trị cho anh em. Yeah. Ok, thì chắc là mình xin phép kết thúc cái tập DeFi Discussion tuần này ở đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái tập sắp tới. Ok, bye bye anh em.